Ăn đâu được. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bọn mình sẽ làm một mâm mận là lắc muối muối ớt nha mọi người. Chắc thế. Ở đây bọn mình có mua hai cân mận được từng này thôi, với một gói muối muối ớt, gọi là muối sấy đi. Đây là cái chày để tí mình giã cái này ra. À thôi, giã luôn nhé mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ làm luôn nhé mọi người. Ok, bây giờ cháu mình sẽ đem quả vào đây giã cho mọi người. Chắc thế. Hơi cứng đấy nhá. Hơi cứng. Mận này người ta chắc vừa bứt sao ấy. Đấy, mình thấy cả cuống cả lá xanh lè luôn. Ơ, cho ra đâu được. Thì tí đút vào túi đi xong rồi lại để vào đây. Lấy chưa? Quả mình rửa rồi. Những quả cuối cùng rồi. Xong. Bây giờ đổ ra mâm để bỏ súp vào rồi lắc nha mọi người. Bây giờ bóc gói súp ra và rắc lên. Vải đều luôn nha mọi người. Chắc được rồi, đi em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đảo lên nha mọi người. Mình đảo lên nhỉ? Để mình lắc nha mọi người. Ok, mận lắc của mình đã làm xong nha mọi người. Bây giờ là đến công đoạn thưởng thức thôi. Ok. Cho cháu mình ăn trước nha mọi người. Đây là bát nước chấm. Mời thưa các bạn nhá. Wow. Nắng nhỉ? Trời hôm nay nắng đang nắng luôn. Ngon không? Ngon rát. Vị như nào? Nói đi, phát biểu cảm nghĩ đi. Không cay đâu, nhưng mà nó chua chua ngọt thôi. Chấm nước chấm này nó ngọt này. Hơi cay cay. Hơi cay. Ok. Thấy này 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 này. Ngon cho mọi người. Chúng này. Ăn này. Giòn. Có quả giòn, có quả không giòn nha mọi người. Mình cho mọi người xem quả này. Quả này chưa giã thế nào đây. Mời cả mọi người nha. Làm miếng mận lắc muối ớt. Ok, mời tất cả mọi người ăn mận nhá. Trời hôm nay nắng đang nắng mọi người ạ. Lại bị không? Mận này có quả chua chua nhỉ. Làm tí muối sấy. Tí cá mì mặn. Yes sir, yes sir. Ngon lắm mọi người ạ. Muối này mặn mặn cái cay mà ngon. Mời tất cả mọi người ăn
tiếp nhá. Đây quả nước chấm thần thánh. Mời mọi người nhá. Trời hôm nay oi quá, ăn có phải nhăn mặt mọi người ạ. Mời cả người nhá. Mời tiếp tục này. Mời nhá. Mời nhá. Ok, mời nhá. Chó. Ừ. Chó lớn, chó già, chó con. Ngon đấy. Mận rẻ mọi người ạ, 12.000 cơ. Hôm trước mình mua còn 15.000 cơ. Cùng giá. Đấy cách 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 mà bị nhiệt mồm ấy. Bây giờ sẽ làm miếng cuối rồi cuối cùng thì mình sẽ tắt video cho mọi người. Mình làm ăn miếng cuối nhá. Ôi cảm giác bị nhiệt mồm. Mận này như kiểu là nó lấy nhiều cây khác nhau ấy. Đúng rồi mọi người nhỉ. Ăn quả thì chua cay mặn ngọt. Quả thì mềm. Quả thì cứng. Quả thì giòn, quả thì đắng, quả thì chua, quả thì ngọt. Mùa hè này được một mâm mận lắc mấy ớt này ăn thì tuyệt vời rồi. Đúng không? Thì mận này mình mới mua 2 cân nên là ăn không hết đâu mọi người ạ. Thì món mận lắc này ăn vào mùa hè này thì quá là tuyệt vời. Mới tội là cháu mình nó bị nhiệt nên là nó không hốc mạnh rồi thôi. Hơi đau. Quá đau luôn. Bây giờ là mình xin phép kết thúc video đây nha mọi người. Nếu mọi người xem video của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Và một chia sẻ nhé mọi người. Mà nếu mọi người có ý tưởng nào hay thì nhớ bình luận dưới phần video của mình nha. Bây giờ thì tạm biệt mọi người để đi tắm nha mọi người. Bye bye.